với kênh Xuân Ký Automation. Thì mình đang hôm trước mình có nói về đề tài là tự học Python, những công cụ cần thiết để chúng ta học Python, công cụ cần thiết để học computer vision, những công cụ, tại vì khi mà chúng ta học phần mềm lập trình Python mà chúng ta không có cái khái niệm là các cái công cụ, không nắm bắt được cái công cụ cần thiết để sử dụng nó, thì chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Thì giờ cái kinh nghiệm của mình cần thấy được là những công cụ cần thiết để học Python là gồm những cái thành phần như sau. Đầu tiên chúng ta cài Python. Python ở đây hiện nay chúng ta có version 3.12 là lớn nhất, nhưng mà chúng ta nên cài version 3.11, bởi vì có nhiều cái ứng dụng nó chưa hỗ trợ Python 3.12. Nên mình hiện tại mình đang dùng Python version 3.11.7. Thì Python, để cài Python thì quá đơn giản. Các bạn lên Google, bạn gõ Python version 3.11 thì nó sẽ Python version 3.11. Sau đó mình download Python 3.11.7 cao nhất ở đây. Thì ta roll xuống ở dưới. Thì nếu mà hệ điều hành Windows ta là 64 bit, chúng ta cài Windows Installer 64 bit. Và ngược lại thì có các nó hỗ trợ các hệ điều hành như Mac, hay là các cái Ubuntu, Linux. Ở đây ta thấy là Mac OS, Windows Embedded, các cái quyền động hình Windows cho máy tính nhúng. Phần mềm Python 3.11 nhé. Ta tải Python này, kích ta tải về, xong rồi vào trong này chúng ta cài đặt Python thì chúng ta chỉ cần run, xong rồi chúng ta chọn. Thì nay máy mình đã cài version 3.11.2 sao, nên hiện nay nếu mà khi mà kích vào install nó kêu upgrade Python, nhưng mà mình không có cài nữa bởi vì máy mình đang ổn định ở đây Python 3.11. Cái thứ hai là công cụ thứ hai là Visual Studio Code hay là PyCharm. Hai công cụ này dùng để lập trình Python, cài trên hệ điều hành Windows. Công cụ này thì chúng ta lên mạng tải thôi. Thằng này của Microsoft, PyCharm này là của một cái hãng công nghệ như Cộng hòa Séc hay sao. Thì ví dụ Visual Studio Code, ta tải Visual Studio Code mới nhất hỗ trợ hệ hành Windows. Ta chọn, nếu mà ra hệ điều hành Windows thì ta chọn hệ điều hành Windows phù hợp với các cái version của nó, các cái loại phần cứng. Ở đây ta Windows Installer hay là C-Line, Installer tương tự như vậy. Chúng ta cũng nếu mà ta xài Visual Studio thì ta có thể dùng Visual Studio hoặc PyCharm. Thì mình PyCharm hơn PyCharm, bởi vì PyCharm là một công cụ rất là chuyên nghiệp, nó hỗ trợ cho mình. Nó có hai version, một version Professional Edition với một version Education Community. Thì cái này chúng ta cài, mình cài bản miễn phí cho đó, ta cài PyCharm Community, PyCharm. PyCharm này, ta vào đây ta chọn đây là Professional, ta chọn Education Edition, Free License, Free Education Edition, có PyCharm Develop. PyCharm download PyCharm Community. Yeah.
có hai bản là bản Professional với bản Community Edition. Cái bản này là bản miễn phí, cho chúng ta dùng miễn phí. Còn bản này bản tính bản cho doanh nghiệp và chúng ta làm dự án. Mình cài bản bản này Windows SE. Các version file chúng ta chọn trong này. Thứ tư là Anaconda. Anaconda là công cụ Alo mày hả? Sao vậy mày? À, mày gọi luôn hả? À rồi rồi rồi. Dạ, rồi con chào mày nha, mày ngủ ngon nha. Dạ. Khác thì là ví dụ như bây giờ mình mở Anaconda ra. Anaconda đây. Đây là Anaconda Navigator. Cái này là ứng dụng của Microsoft. Thì khi chúng ta mở Anaconda lên, chúng ta sẽ thấy được cái đây. Đây là root, là gốc. Rồi cái khác là environment do mình tự tạo ra. Environment này có ứng dụng là gì? Có tác dụng là gì? Thì ta sẽ thấy được trong PyCharm khi chúng ta có một project, tạo project thì tạo ra chúng ta phải dùng environment để sao nó tương thích với cái project chúng ta đang làm. Do vậy chúng ta sẽ tạo ra các cái ta sử dụng cái môi trường virtual environment phù hợp với cái project của mình đang làm. Dụ mình sử dụng Visual Code như vậy thì sẽ có environment của nó nằm đây. File, open recent files. Đó, ví dụ như vậy thì ta xem ở dưới này này. Ở đây là environment mình chọn. Mình có thể tự tạo create environment ở đây. Đó, mình tự tạo một cái new environment cho cái project mình cần làm. Và đối với trong Anaconda thì tạo project của nó là chúng ta sử dụng Anaconda prompt đây. Ta sử dụng là create gạch ngang n. Đó, rồi name của environment của nó your Python PI 3 chấm create gạch ngang n Python 3.1.1 ví dụ này. Thì ở đây ta version là Python, ta design cái Python version của nó luôn bằng 3.11 thì nó tự tạo một cái Python, một environment với cái Python là 3.11 để tương thích với cái phần mềm mà chúng ta đang dùng. Ví dụ như mình này, cái Python 3.11 CPU và 3.11 là dài chân dây. Công cụ thứ năm thứ sáu là Zolo V8. Zolo V8 là công cụ dùng để training cái model và running để detection. Zolo V8 thì chúng ta sẽ tìm hiểu bằng cách là gõ lên này, Ultralytics. Ultralytics thì chúng ta sẽ có. Mở Ultralytics ra có phần document. Document này thì chúng ta tự tìm hiểu về Zolo V8 trên các cái
công cụ trang web này, phải dành thời gian tự xem và tự học, làm theo hướng dẫn của người ta, thì đến một lúc nào đó các bạn sẽ hiểu được tại sao mình làm như vậy. Tiếp theo là cái công cụ Label Imager. Label Imager này á, dùng để label lên tất cả những cái data mà chúng ta cần thực hiện để training bằng YOLO V8. Cái này thì có hai cách. Một là chúng ta sử dụng local computer bằng Label Imager này. Hai là chúng ta sử dụng trực tiếp trên RoboFlow á. RoboFlow để application RoboFlow này. Ở đây mình có một cái project do Xuân Ký tạo ra. Mình có những cái object detection như hard hat, license plate, Vietnamese motorbike plate, smoke and fire, smoke and fire, hay là police detection version 4. Nên mình tăng các cái số lượng ảnh lên này. Đã được annotated số lượng người xem để mình xem có bao nhiêu người xem. Nếu mình muốn tải các cái dataset của cộng đồng á, thì chúng ta vào Universe. Ở phần Universe chúng ta gõ dataset, ví dụ license plate thì nó sẽ ra license plate. Hay là gì? Detect tomato. Chia sẻ những cái object trên đây này. Các cái bài, các lá bài. Đầu tiên để làm được điều đó thì chúng ta phải thực hiện là đánh dấu, hay là mình giống như train cho cái máy tính ta hiểu đó đó là cái gì. Sau đó máy tính sẽ tự học và hiểu được cái vật thể đó là cái vật thể mà mình đã training cho nó. RoboFlow website thì mình đang nói cái phần follow RoboFlow website thì chỉ cần 1 2 3 4 5 6 7 7 công cụ này. Tất nhiên là chúng ta phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu trong vòng khoảng 1 2 tháng. Nhưng mà sau khi hiểu được các cái công cụ này, dùng được công cụ này thì chúng ta sẽ làm được những bài toán khó. Ví dụ như những cái ứng dụng mà mình đã làm trong video như thế này. Ví dụ chúng ta detection cái xe chuyển động, detection ca đếm số lượng xe hơi chuyển qua một con đường, hay là chúng ta có thể làm được những cái ứng dụng mà dành cho cảnh sát giao thông hay phạt nguội. Dụ như trong y tế thì mình có thể sử dụng một cái ứng dụng để detect các cái polyp ở trong đại tràng ruột già. Alo mày hả? Dạ, con đang chuẩn bị mặc đồ đi đấy. Đi trước 1 tiếng mấy. Bây giờ chuẩn bị đi ạ. Dạ, con mình trai mấy nhá, con đi chụp đôi nha.